chào các bạn đến với kênh Dâu Tây Channel. Hôm nay mình cho bé nhà mình, năm bé nhà mình đi lên phơi nắng. Hiện tại bé nhà mình, các bé nhà mình được 15 ngày tuổi. Mấy bé là giống chó Nhật phối với lại giống Corgi. Giới thiệu các bạn, đây là bé Cả, giống đực. Bé dễ thương không các bạn? Và tiếp theo, đây là bé thứ hai, cũng là đực luôn. Và đây là bé thứ ba, đực luôn. Đây là bé thứ tư này, là bé cái. Đây là bé thứ năm, cũng là bé cái luôn, bé em út. Các bé đã mở mắt hết. Các bé có dễ thương không các bạn? Và đây là mẹ của bé nè. Các bé Dâu Tây ơi, giờ con lại nằm đây. Bé Dâu Tây này, mình hiện tại mình đã nhận nuôi được 6 tháng, gần 6 tháng. Bé này là đợt trước Tết, mình được Tết, mình đang đi chơi thì mình dừng ngoài đường thì thấy bé đi lang thang, thì mình có nói trêu đùa là mình kêu là có đi theo, có đi chơi không, nhưng mà bé lại nhảy xe mình đi chơi. Là từ đó bé về nhà, mình về nhà, mình có đăng lên các hội nhóm để tìm chủ cho bé nhưng mà không có, mình quyết định nhận nuôi. Hiện tại bé cứ quấn mình, đến cả đi làm cũng đòi đi theo. Nhưng vì công việc của mình thì nhiều lúc mình không đưa bé đi theo được. Từ lúc nhận nuôi đến giờ bé đã bỏ ra ngoài đi kiếm mình 3 lần. Lần đầu tiên thì được một bạn ở bạn tốt bụng, đã bé lại nhảy lên xe người ta đi theo về, nhưng mà bạn đó lại liên hệ mình, biết mình đang tìm bé đã trả lại. Nhưng mà lần thứ hai á thì bé cũng mình cũng để bé ở nhà mình đi làm, nhưng mà bé không chịu, bé đi kiếm thì bé đi ra đầu hẻm á thì đã bị cái bà bán hàng ở trước hẻm bắt mất. Và sau một ngày chờ mình về, mình đi tìm kiếm không thấy, thì nhờ mấy bạn trên nhóm tìm kiếm chó mèo, mấy bạn nói là có thấy một bé giống như bé Dâu Tây của mình đi trên đầu hẻm chỗ bà tắm tập bán tạp hóa. Thì sau khi mình đến đó mình hỏi thì bà nó không có nói là không có nhận được, không có bắt được, không có bắt bé này. Nhưng mà mình kêu là mình có mấy bạn trên mạng, mấy bạn trên nhóm rồi, nói là thấy cô rồi giữ bé. Xong nhiều lần nói là mình có quen người này ở trên phường rồi, có camera check được. Thế là sau một hôm thì người ta mang đến nhà trả. Còn lần thứ ba đi lạc là bé mình đi công tác Tây Ninh, mình có để bé ở nhà nhờ mẹ chăm, nhưng nửa đêm bé lại bỏ đi kiếm mình. Nhưng mà rất may là lần này thì bé đi kiếm mình, nhưng mà bé đi quanh quanh ở trong khu. Và đến bà đi lúc tối, lúc 11, 12 giờ đêm tối, thì sáng hôm sau tầm khoảng 8 giờ là bé về nhà rồi, người ngộm rồi dính cây cỏ, dây cỏ tùm lum. À, kể từ đó mình không dám để bé ở nhà một mình nữa, và mình đưa bé đi làm cùng luôn. Bé rất thích là bé đi xe tải, đi xe tải và xe máy.